Các bạn đã sẵn sàng để chào đón sản phẩm mới chưa? Giới thiệu nhân vật mới Crystal và Bucky. Chỉ với 10 bước biến hình, thành viên mới của đội bay siêu đẳng sẽ trở thành siêu robot. Không chỉ vậy, nay các thành viên còn lại với sức mạnh siêu cấp đã có ngày diện mạo mới siêu ngầu. Jesse Chớp siêu cấp, Donnie thông minh siêu cấp, Cảnh sát Bo với sức mạnh siêu cấp, Dizzy lốc xoáy, Astra bí ẩn siêu cấp và Mira rái cá. Hãy sưu tập ngay trọn bộ robot biến hình 10 bước phiên bản siêu cấp mới. Sản phẩm có bán tại hệ thống My Kingdom trên toàn quốc. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.